Xin chào các bạn và các anh chị. Đây là video quay cảnh trên cao ở cái cầu Nguyễn Văn Cừ. Thì đây là cái cầu mà bắc qua cái ngã ba cái kênh Tàu Hủ, kênh Bến Nghé, kênh Đôi, kênh Tẻ. Thì cầu này nối liền giữa quận 5, quận 8, rồi nối quận 4 và quận 1. Cho nên là cái cầu Nguyễn Văn Cừ này nó là một cái địa bàn giao thoa giữa khoảng 4 cái quận, quận 5, quận 8, quận 1 và quận 4. Thì cầu Nguyễn Văn Cừ này nằm trên cái trục đường chính là đường Nguyễn Văn Cừ từ quận 5 qua đường Dương Bá Trạc ở quận 8, rồi nối đường Bến Văn Đồn lên trên cầu. Cầu thì có 3 cái nhánh kết nối ở quận 4 và quận 5, thông qua quận 8 rồi đi xuống quận 1 thông qua đường Võ Văn Kiệt. Thì cái đường cầu Nguyễn Văn Cừ này có một cái kiến trúc vòng cung đẹp, và nhìn chung thì nó nối cái đại lộ Võ Văn Kiệt đi lên cái cầu để đi về hướng quận 8, hoặc là từ trên cầu có thể đi xuống hướng ở quận 4, hoặc là trên cầu đi xuống hướng ở quận 1 thông qua cái đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Thì cầu Nguyễn Văn Cừ này được khởi công vào ngày 24 tháng 11 năm 2016. Thì cầu này là trong cái thành phần của cái đại lộ Võ Văn Kiệt, nối đường Nguyễn Văn Cừ, đại lộ Văn Kiệt đi qua cái kênh Bến Nghé, kênh Đôi và kênh Tẻ để đi qua quận 8. Thì ngày 29 tháng 6 2016 thì thông xe hai cái nhánh cầu kết nối đường Nguyễn Văn Cừ và Võ Văn Kiệt. Thì hiện nay cầu Nguyễn Văn Cừ á, cái lưu lượng xe rất là lớn từ cái giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, thường kẹt xe ở đây từ cái hướng mà bên quận 8, bên khu Trung Sơn, qua bà con đi làm, qua bên quận 1, qua quận 5, qua quận 4. Buổi chiều thì ngược lại, buổi chiều thì cái hướng từ quận 5, quận 1, quận 4 đi về hướng quận 8, đi về hướng Trung Sơn, Bình Chánh thì kẹt xe rất là nhiều. Ok, mời các bạn và các anh chị cùng xem cái video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.